Thế nào là thế tục trí? Trí nào dùng vô sở đắc làm phương tiện? Biết được các hữu tình tu hành có sai khác, và biết được danh tướng giống và khác của các pháp vân vân. Đó là thế tục trí. Thế nào là tha tâm trí? Trí nào dùng vô sở đắc làm phương tiện? Biết được tâm và tâm sở pháp của hữu tình khác nhưng không phân vân trở ngại, đó là tha tâm trí. Thế nào là như thuyết trí? Trí nào dùng vô sở đắc làm phương tiện? Biết được tướng tất cả pháp giống như lời nói, tức là trí nhất thiết tướng của Như Lai, đó là như thuyết trí. Thiện hiện, nên biết 11 trí này là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của các đại Bồ Tát là ba căn vô lậu. Những gì là ba? Một là vị tri đương tri căn, hai là dĩ tri căn, ba là cụ tri căn. Thế nào là vị tri đương tri căn? Nghĩa là các bậc hữu học. Đối với các thánh đế chưa hiện quán hoàn toàn, chưa đắc thánh quả, nhưng đã có tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, đó là vị tri đương tri căn. Thế nào là dĩ tri căn? Nghĩa là các bậc hữu học đối với các thánh đế đã đạt được hiện quán, đã đắc thánh quả, có đầy đủ tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, đó là dĩ tri căn. Thế nào là cụ tri căn? Nghĩa là các bậc vô học, hoặc A-la-hán, hoặc các độc giác, hoặc Đại Bồ-Tát đã trụ thập địa, hoặc chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đã tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, đó là cụ tri căn. Nếu ba căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện, thì phải biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của các đại Bồ Tát là ba tam ma địa. Những gì là ba? Một là tam ma địa có tầm có tứ, hai là tam ma địa không tầm có tứ, ba là tam ma địa không tầm không tứ. Thế nào là tam ma địa có tầm có tứ? Nghĩa là Đại Bồ Tát đã xa địa pháp dục ác bất thiện, có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc, nhập vào sơ tịnh lự, an trụ đầy đủ. Đó là tam ma địa có tầm có tứ. Thế nào là tam ma địa không tầm có tứ? Nghĩa là Đại Bồ Tát đạt đến định trung gian giữa sơ tịnh lự và đệ nhị tịnh lự. Đó là tam ma địa không tầm có tứ. Thế nào là tam ma địa không tầm không tứ? Nghĩa là Đại Bồ Tát từ đệ nhị tịnh lự cho đến định phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là tam ma địa không tầm không tứ. Với ba loại này đều dùng vô sở đắc làm phương tiện, thì biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là 10 tùy niệm. Những gì là 10? Một là tùy niệm Phật, hai là tùy niệm Pháp, ba là tùy niệm Tăng, bốn là tùy niệm Giới, năm là tùy niệm Xả, sáu là tùy niệm Thiên, bảy là tùy niệm Nhàm Chán, tám là tùy niệm Tử, chín là tùy niệm Thân, mười là tùy niệm Hơi Thở. Với 10 pháp này, nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện thì biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ, vân vân. Thiện pháp thanh tịnh, dùng vô sở đắc làm phương tiện nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là 10 lực Phật. Những gì là 10? Thiện hiện nên biết, nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện, như thật biết rõ các pháp nhân quả của tướng xứ phi xứ, đó là lực thứ nhất. Nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện, như thật biết rõ tướng các loại hữu tình trong quá khứ, hiện tại, vị lai, do tạp nghiệp khác nhau mà chịu quả khác nhau, đó là lực thứ hai. Nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện, như thật biết rõ tướng mọi loại cảnh giới khác nhau của thế gian, đó là lực thứ ba. Nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện, như thật biết rõ nhiều loại thắng giải chẳng phải một loại thắng giải của tất cả hữu tình, đó là lực thứ tư. Nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện, như thật biết rõ các căn hơn kém của các loại hữu tình, đó là lực thứ năm.
Nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện, như thật biết rõ hành tướng biến hành, đó là lực thứ sáu. Nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện, như thật biết rõ các pháp như căn lực, giác chi, giải thoát, tịnh lự, đẳng trì, đẳng trí, nhiễm tịnh, giải khác của các loại hữu tình, đó là lực thứ bảy. Nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện, như thật biết rõ các loại hữu tình có vô lượng đời trước, giải khác, đó là lực thứ tám. Nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện, do thiền nhãn thanh tịnh, như thật biết rõ các hữu tình có vô lượng loại sanh tử, giải khác, đó là lực thứ chín. Nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện, như thật biết rõ đã chấm dứt các lậu, đạt được tâm vô lậu giải thoát, chứng được tuệ giải thoát vô lậu ngay trong hiện tại, tự xác chứng đầy đủ, có thể chân chánh biết rõ ta sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã xong, không còn trở lại đời sống này nữa, đó là lực thứ 10. Phải biết đây là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của các Đại Bồ Tát là bốn điều không sợ. Những gì là bốn? Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, tự xưng ta là người chánh đẳng giác. Nếu có sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma hoặc những hạng khác trong thế gian, dựa vào pháp để vấn nạn, làm cho Bồ Tát phải suy nghĩ bởi lời nói rằng, pháp này chẳng phải chánh đẳng giác, đối với sự vấn nạn đó ta xác nhận đúng đắn, nó là vô lý. Đối với sự vấn nạn đó vì thấy nó phi lý nên được an ổn trụ không sợ hãi, tự xưng ta ở ngôi vị đại tiên tôn kính ở giữa đại chúng, giống lên tiếng sư tử chúa, truyền xe diệu pháp luân,